So sánh bản thân mình với người khác là bản chất của con người. Mọi người không bao giờ hài lòng với những gì họ đã có. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào? Tại sao một cách tự nhiên con người so sánh mình với người khác? lý do là thực sự rất đơn giản và rõ ràng tôi tin rằng con người chúng ta đến với trái đất này vì một điều đó là để biết và trải nghiệm con người thực sự chúng ta là ai từ ngày chúng ta sinh ra cho đến khi chết chúng ta liên tục trong một quá trình xác định chính mình ví dụ tôi có thể nói rằng tôi thích điều này không phải điều kia tôi có thể nói rằng tôi tin điều này không phải điều kia đó là những gì làm cho tôi khác với bạn và đó được gọi là quá trình tự định nghĩa bản thân là một quá trình trong đó chúng ta khám phá bản sắc độc đáo riêng của mình và phân biệt chúng ta với những người khác trong suốt quá trình tự định nghĩa này tôi tin rằng việc so sánh chắc chắn đóng một vai trò quan trọng chúng ta so sánh mình với người khác để ta có thể biết bản thân mình tốt hơn và chúng ta có thể đánh giá chính xác về bản thân ví dụ hãy tưởng tượng bạn đã tự học được cách chơi guitar cũng được lâu rồi và bạn có thể chơi một số bài hát nhưng vì khi bạn không đi học một lớp học đàn guitar do đó bạn không biết là bạn hơn thua thế nào so với người học đàn guitar khác bạn không biết liệu bạn là một người học tốt hay chỉ là tầm thường. Bạn không biết liệu bạn là một người học nhanh hay học chậm. Nhưng nếu bạn tham gia một lớp học guitar, bạn có thể đánh giá kỹ năng của bạn, hiệu suất của bạn, tiến bộ của bạn. Vì bạn có thể so sánh giữa bạn và người và người học đàn guitar khác trong cùng một lớp rất có thể là bạn thấy rằng khả năng của bạn không phải là ấn tượng như những học sinh kia so sánh xã hội giúp chúng ta biết nơi chúng ta đang đứng ở đâu trong một cộng đồng và biết bản thân mình tốt hơn so với những người khác à, nhưng câu hỏi chính là à, việc so sánh mình với người khác tốt hay xấu mỗi người đều có một câu trả lời khác nhau nhưng đối với tôi tôi nghĩ rằng so sánh xã hội là thực sự xấu trước hết bởi vì so sánh xã hội rất không công bằng ví dụ tôi ngay bây giờ đang có hai công việc là một youtube creator và một huấn luyện viên ielts tại hà nội Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thực sự nổi tiếng và được yêu quý nhiều như một số người khác trong hai ngành nghề của tôi. Tôi không thực sự là một giáo viên IELTS nổi tiếng tại Hà Nội và tôi không thực sự là một creator nổi tiếng trên YouTube với rất nhiều người đăng ký. Vì thế, đôi khi tôi nghĩ về điều đó và tôi tự hỏi, tôi đã làm công việc này cũng một thời gian rồi và tại sao tôi không thành công như họ? Và sau đó tôi tự nhủ, có lẽ những gì tôi tôi đang làm chả có nghĩa lý gì bởi vì những người thành công hơn cũng đang làm công việc như tôi vậy thì tại sao tôi phải bận tâm làm những công việc đó nữa khi đang có những người tốt hơn nhiều cũng đang làm công việc như tôi bạn đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa nếu bạn cảm thấy như tôi dừng lại ngay à, bởi vì đó là loại so sánh thực sự độc hại và không công bằng trước hết có lẽ bạn đang ở giai đoạn đầu của cuộc hành trình của bạn trong khi họ đã ở giữa cuộc hành trình của họ vì vậy bất kỳ loại so sánh nào cũng đều không công bằng và không cần thiết và thứ hai nữa có lẽ ngay bây giờ bạn đang phải đối mặt với một số vấn đề và bạn đang giai đoạn tồi tệ nhất, nhưng bạn không bao giờ biết liệu những người những người siêu sao kia cũng đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự như bạn ngay bây giờ, bởi vì mọi người có xu hướng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất của họ ở bên ngoài như trên Facebook chẳng hạn. Và giờ đây bạn đang so sánh cái tồi tệ nhất của bạn với cái tốt đẹp nhất của họ. Việc so sánh đó một lần nữa là không công bằng và bất công. Thứ hai, tôi hoàn toàn ghét ý tưởng so sánh mình với những người khác bởi vì nó gây ra nhiều cảm xúc tiêu cực tôi không biết bạn thế nào nhưng khi tôi so sánh bản thân mình với một số người khác mà tôi nghĩ là tốt hơn so với tôi một cách nào đó tôi sẽ được thực sự buồn chán tôi sẽ kiểu như đau khổ và chán nản à, vì giờ tôi biết tôi không thành công và hoàn hảo được như họ và tại thời điểm đó tôi không thể thực sự làm được bất kỳ cái gì và đó là cảm giác tiêu cực đầu tiên đó là tuyệt vọng bên cạnh đó tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân mình là liệu rằng tôi đi đúng hướng hay không liệu rằng tôi có bất kỳ sự tiến bộ nào hay không và đó là cảm giác tiêu cực thứ hai đó là nghi ngờ bản thân thiếu tự tin và cảm xúc tiêu cực thứ ba và điều này là có hại nhất trong tất cả là sự đố kỵ khi bạn so sánh mình với một số người thành công hơn khác, rất có thể là bạn phát hiện, phát triển sự ghen tị với họ. À, bạn sẽ trở nên ghen tị với những người đó và bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ thực sự tiêu cực về họ bởi vì họ đang có tất cả sự chú ý, sự thành công của cải mà bạn nghĩ rằng bạn lẽ ra phải có bạn sẽ nói những điều xấu về họ mặc dù họ chẳng làm gì bạn tất cả đều chỉ trong đầu bạn mà thôi và cũng có thể tất cả các cơ hội hợp tác sẽ mất hết bởi vì tất cả bây giờ bạn chỉ là một con quái vật mắt xanh luôn ghen tuông cay đắng và oán giận đối với người khác tất cả những kiểu so sánh tôi vừa đề cập ở trên được gọi là so sánh đi lên và loại khác của so sánh là so sánh đi xuống trong đó bạn so sánh mình với một người nào đó ít thành công hay kém may mắn để cảm thấy tốt hơn về bản thân bạn tôi cũng không đồng tiền với loại so sánh này bởi vì nó sẽ chỉ tân bốc cái tôi của bạn mà thôi cơ bản là bạn đang lấy niềm vui từ sự bất hạnh hay thất bại của người khác đó cũng xấu như là so sánh đi lên vậy cuối cùng tôi nghĩ là người duy nhất chúng ta nên so sánh là chính chúng ta đây là thực sự khó khăn, dù tôi đã cố gắng nhiều nhưng đôi khi tôi không thể ngừng so sánh bản thân mình với một số người siêu sao được. Nhưng vào cuối ngày, tôi luôn tự nhủ điều này, tôi đang trên cuộc hành trình của riêng tôi và họ đang ở trên hành trình của họ. Sau cùng, mục tiêu trong cuộc sống không phải là để trở nên tốt hơn so với người khác mà là phải tốt hơn so với con người chúng ta ngày hôm qua và đó là điều quan trọng nhất chúng ta chỉ nên so sánh mình với phiên bản của ngày hôm qua của chúng ta bạn đã làm gì ngày hôm qua và bạn sẽ làm gì ngày hôm nay để làm cho nó tốt hơn bạn đã học được bao nhiêu từ vựng ngày hôm qua và bạn sẽ cải thiện thế nào ngày hôm nay có phải bạn quá lười biếng để đi đến phòng gym ngày hôm qua và ngày hôm nay sẽ như thế nào bạn sẽ định làm tốt hơn để mình được khỏe mạnh và năng động hơn chứ tôi tin rằng tất cả chúng ta nên tự hỏi những loại câu hỏi này để xem liệu chúng ta đang tốt lên hay không so với chúng ta của ngày hôm trước và một lần nữa đó là điều quan trọng nhất mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời đó là không trở nên tốt hơn so với người khác mà là trở nên tốt hơn so với người chúng ta đã từng là